nhiên. Người yêu của người ta thì thích hoa, còn người yêu anh chỉ thích ăn thôi. Hy vọng chừng này đủ dằn bụng em. Em ăn. Em ăn đi. Ăn hết nha. Nhớ chừa lá ra. Sao tự nhiên lại đến đây vậy? Tại sao anh không được đến đây? Đến thăm người yêu anh, rồi mời người yêu anh đi ăn trưa. Không được à? Các bác xin lỗi tất cả mọi người bởi vì tối ngày hôm qua các bác không thể về sớm để mà chung vui với tất cả mọi người được. Rất xin lỗi mọi người. Trưa nay thì các bác muốn mời tất cả mọi người giống như là một lời xin lỗi. Tôi muốn mời mọi người đi ăn một cái món gì đó thật là ngon. Không bắt mọi người phải ăn cơm trưa văn phòng giống như mọi ngày nữa.